Chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại Vịnh Lan Hạ mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ tổ chức một cuộc thi siêu lớn. 1 2 1 2. Đẹp quá. Lên. Đánh lái đi. Đánh lái. Đất cả của đối thủ luôn. Chèo này chưa chứ nó biết được sao chạy thể sắp chìm rồi đó. Nước vào tiền nhiều quá. Okay, đây với lại. Rung 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 rung. Không khí rất là trong lành mọi người ạ. Cảm giác ngủ trên biển rất là thú vị. Buổi sáng được ngắm cảnh đẹp ấy. Đảo kìa. Vẫn còn đang ngủ. Dậy đi. Bây giờ hóa nhang rửa mặt trước đã. Có đầy đủ bàn chải đánh răng các thứ ở đây rồi nhá. Được quá nhở. Bé sục hôm qua chính xác nó phải như này mới đúng anh em ạ. Chứ hôm qua nó nóng không. Đi xuống ăn sáng, đến nhà xuống ăn sáng. Nhiều hoa quả. Không phải hoa quả. Mì và cơm. Tô bún với cả nước dưa hấu. Vẫn lưng lưng. Ngắm cái view. Bún giờ. Quá đẹp luôn. 4 giờ. Sáng nay là cả đoàn nhà mình sẽ đi chèo thuyền cái rắc. Đó mọi người vào phía dưới nhá. Tức là chèo cái rắc rồi đúng không? Dạ em chèo rồi. Còn nhưng mà mọi người đợi đấy, mình cái rắc chỉ có. Chào chị em ơi. Đây. Đoàn nhà mình đang đi chèo thuyền cái rắc đằng sau này. Vui chưa? Cần quay đi nhá, đừng chèo xa quá nhá. Chào mọi người, chào mọi người. Chèo thuyền cái rắc mọi người. Quay đầu đi em ơi. Quay đầu đi. Phương à? Cầm cho Hoàng đi Phương. Hello hello. Hello hello. Hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn cả nhà đi chèo thuyền cái rắc. Hôm nay có 3 người, 2 người chèo, 1 người ngồi chơi. Đều nha. Lướt lướt luôn đấy. Đang đua với các thuyền bên kia. Hey, bây giờ ra đây tỉ tí đội này nhá. Okay. Đua thuyền sao không? Sao lại để chi sao? Tổ chức đua thuyền không? Ừ. Duy Hoàng đang gạ đua đây. Ôi! Không đội kia là ra không biết đường về đấy. Ôi rồi bọn em không biết đi. Yeah. Vô lại, cứ tới lên. Yeah. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Vịnh Lan Hạ mọi người nhá. Hôm nay bọn mình sẽ đâm thẳng vào thầy của đối thủ. Hôm nay thì mình sẽ tổ chức một cuộc thi siêu lớn, lớn nhất tại miền Bắc luôn. Đó chính là chèo thuyền cái rắc thi. Phần thưởng đó chính là 1 cân cá mực. Đội bên cạnh chơi không? Chơi, ok. Chơi không? Ok. Chơi nhá. Ok. 1 cân cá mực. 10 cân được. Được, chơi 1 cân. Bây giờ từ đâu đâu nhở? Từ đâu đâu nhở? Từ đây về bãi bến đi, du thuyền đi. Bây giờ về bãi bến là mình không chơi đâu. À thế à? Thế là mình sẽ từ đây đến cái bè kia đi. Ok. Chơi nhá. Chơi. Ok, thế đưa máy quay em đây. Chạy vào đội okay. Vàng nhanh nhất đi. Thế đội 12. Đội nào? Chạy vào đội vàng trước. Ok, chạy đội vàng trước. Ok, ok. Ok, ok. Bắt đầu nhá. Chơi nhá. 1, 2, 3. Này, ai mà chạy vào cái đội vàng? Đội vàng ở xa kia. Chưa. Tí sẽ được. 2 cân cá mực của đội bên kia. Chúc bò lên. Cố lên, cố lên. Theo con trai. Ok. Anh đi đua mà. Chúc thì đập lên. Cố
Vâng, anh đang rất nhiệt tình. Đang bên kia đây hối lộ đúng không? Bên kia hối lộ không được. Nào chạm tay cái nào. Bây giờ là rủ 1, 2, 3, 4 chạy theo đã. Bây giờ mới chạy thật đây này. Chị quay đầu đấy chứ. Anh kia là chốt trèo rồi, anh không được. Thầy chị có mối quen đít lên thôi. Chắc chắn chưa? Anh chốt đúng không? Thầy chắc chắn chưa? Được. Tự nhiên rồi kia. Mở lại và bắt đầu. Bắt đầu rồi. Bắt trèo nhầm rồi. Đánh lái đi. Đánh lái. Tất cả của đối thủ. Dẫn cả đoàn mình ra kia chơi. Đi, đi ra bài đấy đi. Ra bài đấy chơi luôn. Hello. Anh tên là gì đấy? Mình là hạt đậu xanh. Anh có người yêu chưa? Mình chưa có người yêu, mình cũng đang sợ ế thế này. Thế, cậu vào đây lâu chưa? Hai, ok, đua gì? Em bảo nhá, từ bây giờ là mục tiêu của anh em mình là từ đây. Cái giường kia. Ok, chưa? Rồi, quay đây, quay không? Còn đang quay, vẫn đang quay đây. Một con cá mực nó khoảng 300 đến 500. Bây giờ chơi là nếu mà đội chị thắng, đội chị sẽ được 2 cân cá mực. À 3 cân đi. Rồi nhá. 1, 2, 3, go! Ôi giời! Trái, phải, trái, phải. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Về ui xà ơi. Ui nhà ơi. Mọi người. Xin lỗi anh, nhìn đang bận thi. Đẹp quá. Lên bờ mới được chiến thắng chứ. Ui, trên đây đẹp nhờ. Dừa nhiều nhờ. Ừ. Đẹp thế. Anh gái. Em cũng có muốn một cái căn nhà mà kiểu là như căn nhà núi kia. Này góc này chụp ảnh lên được. Lên chụp ảnh. Lên chụp ảnh check in sao. Anh Hoàn gọi không ngừng nghỉ. Hả? Anh Hoàn gọi không ngừng nghỉ. Anh Hoàn nào? Anh nhầm. Anh gì đây? Anh quản lý thuyền này. Nghe đi, nghe đi. Cùng nghe đi. Hạnh phúc vui sướng. Anh Đàn gai, anh Đàn bên này, bên này. Đội kia là đội thua cuộc. Đội kia là đội thua cuộc. Đội kia đang rung lên đấy, cũng về được rồi. Rung lên. Công an biển ra bắt đấy. Đây thì. Chiến thắng không mọi người ạ? Hơi mệt tí. Nó cứ trèo này chơi chứ nó biết được sao chơi. Thế sắp chìm rồi đó. Nước vào thuyền nhiều. Hôm sếp bảo là bật nhạc lên nghe anh. Xong em bảo là thôi tắt nhạc đi để mọi người ngủ. Để sếp quay xuống nhìn em. Tưởng ai nói. Hóa ra là thanh niên nói. Nên là sếp chẳng nói gì. Chán chẳng muốn nói nữa. Chán chẳng muốn nói. Xong em bây giờ yêu nhau chưa? Rồi. Yêu rồi à? Thế là sao nhá? Cánh chim chơi nhẹ trôi theo gió bay thôi. Đây lắm. Chuyện tiếp theo. Đây lên nhẹ từ chuyện một. Lên đâm khủng chuyện xếp anh em. Này.
Thuyền xanh áo đỏ. Đây đây. Thuyền đỏ áo đỏ. Thuyền đỏ áo đỏ. Ok, tôi đang thật. Rồi đó chị ok thôi. Lách đâm vào mắt đủn rồi. Tôi chị đây rồi. Thằng em. Đồ như một cá đấy. Đi, đây là chị Hào Phạm của cô bé. Tôi đéo biết như thế nào nhưng nước vào rất nhiều và tôi đang rất sợ. Nó ai làm đầu cả tôi chết đi. Thả thuê đi. Mặc kệ đồ muốn cho mình vào đâu thì tay nổi. Thực sự thì bây giờ là đi quá xa, phải được 2-3 cây không vậy ạ? Mặt trời thì nhiệt quá rồi, cổ tàu. Phải lấy cái tàu to đùng kia ra để kéo mấy đội mình về. Còn bên này là quá mệt rồi này, góc bên này này. Này quá mệt là đứng trúng ruộng lại với nhau này. Cha gọi trợ cứu rồi. Có thuyền cứu hộ rồi. Nhưng mà thuyền của mình sẽ tự về, sẽ không chơi cứu hộ. Tự về lại ca nhá. Cha về đi chứ anh không đón đâu. Anh phải về đi, về đi. Này này ơi. Quay lại nào. Em tưởng anh đón em. Hello. Hello. Thôi thả lại cá này. À, đây là con bé à? Ừ, con bé. Đây, con to đấy. Thế ở đây nó ăn cái gì? Nó cứ bám vào đây xong là có đồ ăn cái con phù du đấy á. Phù du, đi sinh vật. Ui, nhiều hầu này. Ui, đặc khí luôn. Anh ở cái du thuyền sau này. Vậy thì sau khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm thì chắc hôm nay là cũng ngày cuối cùng rồi. Phải tạm biệt ở đây. Hãy mọi người xem. Cảm giác kiểu con tàu nhìn từ xa ấy, nó rất là đẹp luôn á. Mấy bữa nữa thì Hoàng sẽ sắm một Flycam và GoPro, sẽ quay được những thước phim chân thật nhất cho mọi người xem hơn. Wow. Yeah. Đây. Oh. Cả bến rồi mọi người ơi. Đây, có một em rất là xinh đang đứng ở trên đây. Bây giờ mình sẽ chốt thuyền lại và dẫn cả nhà lên nhá. Wow. Lạnh dữ trời. À, đây là một trong số các trải nghiệm mà du thuyền La Costa dành cho du khách, đó chính là chèo kayak. Là một chàng trai hot TikToker như các bạn có thể nhận thấy. Thực sự là đi chèo thuyền rất là vui nhưng mà có một số đồng đội chèo mệt quá nên là phải nhờ sự cứu trợ của anh Cương. Mình em đây lại. Là những đồng đội. Bạn ai cũng vừa phờ luôn. Cảm nhận của chị thế nào? Rất vui em. Bên này nó bị ra hết tay chưa? Không. Rồi ok rồi. Bể sục 4 mùa trên tầng 4 của du thuyền La Costa. Xin chào anh chị. Sau khi mà ở dưới kia rất là lạnh, thực sự là có 10 mấy độ thôi. Bây giờ là tem anh em mà nhảy xuống đây. Anh cảm nhận thế nào? How do you feel right now? Cảm nhận của anh như thế nào? Vui á. Vui anh. Hai lần cái đây đây là bể sục. Đây này, mọi người xem.
1, 2. Nhưng mà dưới nước là phải mở mắt ra. À đây ok. Đây này. 1, 2. Anh không nhìn thấy nhưng mà trong đây được. Đấy, đấy. Ok. Ở đây là có cái sục ở đây này. Mọi người thấy không? Có cái sục ở đây. Đó. Đây là thích luôn. Chị không có điện thoại đâu. Mở cửa vào túm vào. Bê hơi lặng tí đấy. Để hoa cái tay. 1, 2, 3. Hello, xin chào. Ok, cảm ơn mọi người nhiều. Ok. Và giới thiệu với tất cả các bạn thì đây là khuôn viên tại nhà hàng của du thuyền La Casta. Hôm nay là buổi cuối cùng rồi. Trưa nay ăn trưa rồi chào phòng rồi ạ. Hôm trước chị có 5 cân vàng ở dưới gầm giường. Chị nói nhỏ đấy, em nghe thấy ạ? À? Em nghe thấy đấy. Chị ơi, chị nói thầm đấy. Có hai người bên cạnh không nghe thấy đâu. Chị đang nói thầm. Hai cái viên. Cảm nhận của Thương thế nào về cái buổi đi chơi? Chị đưa cho em 5 cân mà. Hai cái viên kim cương to bằng nắm tay ấy. Em đưa chị nha. Không, tôi không ném đâu, anh em tôi không ném nhá. Tôi không ném. Không. Hẳn là chủ luôn à. Đại ca review xem có món gì. Chị là các bông hoa như hoa của người ta. Menu Huế. Một là salad rau trộn dầu giấm. Hai, ngao hoa xào dứa sốt chua ngọt. Ba là chả mực Hạ Long. 4 là gà xào hạt điều. 5 là rau củ luộc theo mùa. Đúng. Đây, đặc sản của chúng tôi là món này. Yeah. Cà muối. Món trọng tâm. Đây là chưa trả hết đi mọi người nhá. Chúng ta vẫn còn thiếu các món ví dụ là thịt ba chỉ, rang chả cạnh. Điểm nhấn của mâm cơm ngày hôm nay đấy chính là bát cà. Ok. Bỏ xin... Điểm nhấn thứ hai đấy là cái đĩa muối vừng. Ok. À. Thứ ba là đây này, này em, chị này em. Thưa quý vị và các bạn. Hello, chúng ta đi đâu cũng phải nghĩ đến quê hương. Và đây cà pháo. Quê hương là cà cá pháo. Quê hương là miếng cà pháo ăn ngon vãi. Ở đây thì một mâm thì có 4 người thôi. Thôi mở cả nhà. Ăn uống no say xong thì tất cả mọi người cũng thu dọn hành lý để chuẩn bị di chuyển và tạm biệt du thuyền mọi người ạ. Bye bye anh Cương nhá. Dạ, hẹn gặp lại anh sau. Thế là cũng tạm biệt anh Cương rồi mọi người ạ. Tại đoàn nhà mình bắt đầu di chuyển về nhà. Đây. Hai đứa chị, hai gọi chị với một thế là có những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Bye bye Bình Đà Nẵng. Khi mà đi chơi thì không thể nào mà thiếu được những cái món quà mua về cho gia đình mình. Thì đoàn nhà mình đang dừng lại một cái nơi bán hải sản. Vừa rồi mua con gì đây? Cá đùi gà. Cá đùi gà? Đúng vậy. Ăn bao giờ chưa mà mẹ mua? Chưa ăn bao giờ, đây là bây giờ ăn. Mua cái này về biếu ai đó? Để biếu bản thân mình. Biếu bản thân đó. Mày chọn con béo này. Chọn này chú béo này. Anh hiện nay mua được gì rồi? Em mua cá trứng. Cá trứng á? Ăn này bao giờ chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi mà tôi muốn mua ấy.
Khi mà đến Hạ Long thì có một cái đặc sản không thể nào thiếu, đó chính là món chả mực Hạ Long. Và ở đây thì các cô chú anh chị đang được thưởng thức những món chả mực. Các anh ấy đang dán lên và cho thử luôn. Cho ăn thử luôn này. Cái này xem ngon không? Nhưng mà cho đi, ăn thử thế nào. Ăn để diễn nhá. Diễn, ăn để diễn. Nghĩ lại rồi. Nghĩ lại rồi. Ngon cực. Anh à, mấy tiền một cân anh? 400.000 một cân em ạ. Phải hả? Ừ. Anh ăn thử chưa? Ăn thử rồi, ngon lắm nhá. Ra review đi. Ra review luôn. Em vừa review rồi. Đây các anh là sẽ dán vào luôn ở dưới đóng luôn này. Một con máy xong rồi anh thanh toán luôn. Ai chả Super Like mua được nhiều đồ thế. Mấy con mua gì đây? Bán được hàng, hôm nay đi mua được đồ đây đấy. Hàng của Nắng Hoa mà. Hàng của Hoa mà. Anh tưởng anh được làm đội trưởng. Ok. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng một lần nữa dành cho Duy Hoàn cùng với thành viên của team đỏ màu trắng vỗ thật lớn ạ. Team vô địch của chương trình Team Building trong buổi ngày hôm qua. Và ngay bây giờ xin được mời chị Ngọc Anh ạ, sẽ là người đại diện cho Times Pro sẽ gửi tới quà cho đội màu đỏ. Tên 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 500.000 nè. Một chàng vô lên các nhà ơi. 500.000 có thể dùng để làm gì nhờ? Mua gì ạ? Sữa chua Hạ Long. Sữa chua Hạ Long. Yeah. Cả nhà ơi, sau buổi hôm qua thì mọi người nghĩ là năm sau chúng ta có nên tổ chức một buổi tổng kết ở nước ngoài không ạ? Hối quang. Ai sang năm đi America? Nếu như tất cả chúng ta cùng đồng lòng làm năm 2022 thật rực rỡ. Không đâu xa, Ngọc Anh đã plan cho mình những cái nước Ngọc Anh đã book vé rồi. Thực ra bây giờ đi du lịch ở nước ngoài giá cũng không hề cao. Đầu 2020, tất cả chúng ta đã đi Thái Lan. Và điều Ngọc Anh mong muốn nhất đấy là chúng ta lại có những cái chuyến đi như thế này. Và rất là hy vọng tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực để mà năm tới chúng ta lại có những cái trải nghiệm mới. Một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả nỗ lực của họ ạ. Thực sự là tôi cầm tiền về chỗ đi. Không biết là tôi gì mà lại đưa em đến đây để gặp các anh chị ở đây. Với những người mà mình chưa bao giờ gặp, đến những nơi mình chưa bao giờ đi và ăn những món mình chưa bao giờ ăn. Trải nghiệm được cái chuyến đi du thuyền rất là thú vị luôn. Vì mọi người mệt cho nên là mình cũng không chia sẻ nhiều. Nói một xíu ra để cho mọi người ngủ. Sau đó thì cả nhà mình xuống điểm dừng chân để mua quà. Đúng rồi. Đội đỏ đang mua sữa chua cho cả đoàn ăn. Hai hộp này và hai hộp này. Đều 12 hộp đấy đúng không ạ? Sữa chua ở Hải Dương mọi người nhá. Mình là người có rất nhiều tiền. Bạn là người có rất nhiều tiền nhá mọi người. Thế là vẫn còn dư ra 20.000 là bốn chị em mình hối lộ nhá. Không, mình sẽ bo cho bạn luôn. Để mình xét cho. Nhưng mà chị đội nào nhở? Mình chả đội nào cả. Chết rồi, chết rồi. Mình là đội ăn chơi. Mời vợ ship nhá. Em gửi chị. Chết rồi, chết rồi. Mình cứ suy nghĩ là đội đỏ đang hỗ trợ mình xúc bót mà không nhớ mặt. Dư 20.000 à? 20.000 môn nữa. Chưa lên mấy kem. Em thông báo là mua được rất là nhiều sữa chua cho cả nhà mình ăn luôn. Đấy, đội đỏ rất là hào phóng đúng không? Xíu cho mỗi người một hộp nhá. Đội trưởng đội đỏ cho x2 nhé chị. Đội trưởng à? Đội trưởng thì phải nhịn để cho người khác ăn em ơi. Cái gì ạ? Cũng chuẩn bị về tới Hà Nội rồi, phải tạm biệt tất cả mọi người. Thực sự mình rất là cảm ơn chị Ngọc Anh cũng như là công ty Tambro đã cho mình trải nghiệm cái chuyến này. Còn bây giờ thì
về quê xây nhà cho ba má nào. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip và hẹn gặp lại mọi người ở trong clip sau. Bye bye.